Tôn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh nhà đất Tôn Nguyễn Hôm nay Tôn Nguyễn mời quý vị và các bạn chúng ta về thành phố à, Dĩ An Hôm nay Tôn Nguyễn sẽ review giới thiệu cho quý vị và các bạn Một căn biệt thự mặt tiền đường có thể kinh doanh buôn bán Hàng ăn thức uống, quán cà phê rất là đỉnh cực đẹp luôn quý vị ạ, mặt tiền đường và đây là căn biệt thự của chúng ta đây quý vị. Đây quý vị nhìn toàn cảnh căn biệt thự của chúng ta phía bên ngoài cao cổng kín tường rất đẹp mới xây nhà hoàn công quý vị nhé đây là con đường nhựa trước nhà của chúng ta con đường nhựa khoảng 78m đây sau này thì nhà nước sẽ làm con đường lớn hơn và nhà chúng ta thì đã trừ ra diện tích đất để cho nhà nước làm đường lớn sẵn rồi quý vị nhé đây là cánh cổng Đấy, chúng ta chạy xe hơi vào cao cổng kín tường Đấy, đúc hai trụ bê tông lớn ở trên chúng ta đúc và lợp máy, máy thái ở trên bốn cánh cổng sắt dày dặn và chắc chắn và thưa quý vị đây là khuôn viên khuôn viên sân phía trước của chúng ta chủ nhà thiết kế nhằm mục đích là mở hàng ăn thức uống này hoặc là quý vị có thể làm bán quán cà phê kinh doanh ở đây quý vị nhá Đấy. căn biệt thự này có hướng tây nam Đấy, một cái hướng rất đẹp quý vị nhá. Biệt thự mái Thái mới xây, hoàn công. Diện tích là chiều ngang 12. Đấy, chiều sâu là 32 33. Đấy. Tổng diện tích chúng ta có 380,7 m2. Có 155 m thổ cư. Đấy. Căn biệt thự này thiết kế 4 phòng ngủ, sân kinh doanh buôn bán đấy hai à, phòng vệ sinh một phòng khách lớn và nhà ăn nhà bếp giá thì à, Tuấn Nguyễn sẽ báo cho quý vị và các bạn nắm được và đây là phía bên phải và thưa quý vị căn biệt thự mái thái này chủ nhà thiết kế một tầng trệt thôi nhưng mà có không gian mở lên tới 4 chiều đây quý vị này bên hông bên phải đúng không ạ đây là phía sau đặc biệt căn nhà chúng ta có hai bếp quý vị nhá một bếp phía trước và một bếp ở phía bên ngoài này. Đây quý vị. Không gian mở phía sau đây cũng như lối thoát hiểm. Đấy. Không gian mở 4 chiều luôn quý vị nha. Quý vị có thể nấu những cái món mà đặc trưng, nó có mùi mè thì chúng ta mang ra phía sau này. Máy giặt sân phơi đầy đủ. Và đây là phía bên tay trái, nhìn từ phía trước thì là bên tay trái đúng không ạ Còn phía sau lên thì đây là bên tay phải quý vị nhá nhé tất cả trừ ra khoảng 80 phân như thế này để cho chúng ta chỗ cửa sổ ở trên với lại lấy không gian thoáng cao cổng kín tường biệt thự Hoàn Công 380,7 mét vuông quý vị nhá có 155m thổ cư còn lại là đất trồng cây lâu năm. Đây, quý vị nhìn cái sân rất là chiều đúng không ạ? Sân này mà quý vị về đây kinh doanh cà phê ở đây thì tuyệt vời. Quý vị nào à, kinh doanh cà phê là một này. Và tiệm ăn là hai đúng không ạ? Mở quán phở thì quán nhậu ở đây thì là tuyệt vời. Đặc biệt Tuấn Nguyễn xin à, tư vấn thêm cho quý vị, căn biệt thự của chúng ta nằm à, ở thành phố Giang nhưng mà bước qua đất của thành phố thủ đức thì chỉ có vài bước chân thôi quý vị nhá mới lúc đầu tuấn nguyễn cứ ngỡ đây là đất thủ đức chứ không phải bình dương quý vị nhá nhưng thực ra nó là ở bình dương chúng ta bước ra thành phố thủ đức chỉ vài bước chân thôi một căn biệt thự hoàn công vừa mới xây xong cực đẹp do nhu cầu công tác của gia đình Đấy. mới xây xong để cho con trai ở mà con trai đi du học mất tiêu rồi chờ không biết bao nhiêu năm nữa về cho nên chủ nhà phải bán đành phải bán căn biệt thự này cho chúng ta đây là quý vị nhìn phía trước chúng ta có cửa nhôm trinh pha để bậc lên xuống 5 bậc phong thủy không gian phòng khách và tuấn nguyễn xin bật mí thêm cho quý vị rằng khi chúng ta mua căn biệt thự này thì chủ nhà sẽ tặng hết nội thất cho quý vị bởi vì à, nội thất ở trong căn nhà này chủ nhà cũng thiết à, kế lắp đặt sẵn cho căn nhà này rồi khi mà chúng ta mua thì sẽ được chủ nhà tặng hết quý vị nhé. Chưa chủ nhà cũng không thể mang đi đâu được, bởi vì mỗi căn nhà đều có sẵn hết rồi. Thì uh, căn nhà này diện tích rộng, cho nên uh, chủ nhà cũng có một cái ý tưởng là thiết kế phòng ăn, phòng bếp ở phía trước quý vị nha. Tuy nhiên theo tôi nguyện nghĩ thì quý vị còn có nhiều sự lựa chọn đúng không ạ? Đấy, ở phía sau còn rất là rộng cho nên chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn Đấy. hơn nữa thì căn nhân biệt thự mái thái này có hai phòng bếp ở phía sau thì Tuấn Nguyễn đã quay qua cho quý vị rồi chút xíu Tuấn Nguyễn sẽ quay qua cho quý vị xem lại một lần nữa Đấy. phòng bếp ở phía sau và đây là cái sảnh ở giữa Đấy. cái sảnh khoảng à, 2 mét Đấy. chúng ta để một cái sảnh ở giữa và phòng ngủ hai bên đây là một cái à, giếng trời quý vị nhé Đấy, không gian giếng trời Đấy. lấy gió và ánh sáng cho căn biệt thự của chúng ta bốn phòng ngủ bên trái hai phòng bên phải hai phòng quý vị nhé đây phòng ngủ đều có nhà vệ sinh khép kín ở trong đây quý vị Đấy. nội thất rất là cao cấp giường tủ chăn ga có nghệ đặc biệt là tủ quần áo làm bằng kính cường lực Đấy. cực đẹp luôn có nhà vệ sinh kép kín ở trong nữa quý vị. Gạch lát phun, nội thất rất là xịn. Một căn biệt thự máy thái, diện tích lên tới 380,7m2, mặt tiền đường kinh doanh buôn bán tốt. Quý vị nhìn nhìn những cái cánh cửa của chúng ta đây, gỗ gõ đỏ nguyên khối. Máy lạnh. Tất cả trang bị đầy đủ cho quý vị rồi, đúng không ạ? Căn nhà này như Tuấn Nguyễn đã tư vấn cho quý vị tính xây cho con trai về đây ở để cưới vợ ở riêng, nhưng mà con trai lại đi du học mất tiêu rồi. Tính một đường là đi một nẻo quý vị ạ. Cho nên chủ nhà đành phải bán. Và đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của chúng ta đây. Cực rộng luôn. Phòng nào cũng có cửa sổ ở bên hông. Bởi vì căn biệt thự này có không gian mở 4 chiều. Quý vị nhá. Cho nên chúng ta trổ cửa sổ bên hông này. Đấy. Rất là thoáng mát. Cửa gỗ gõ đỏ nguyên khối. Rất chất lượng đúng không ạ? ở đây chúng ta có một phòng vệ sinh ở ngoài để sinh hoạt chung quý vị nhé. Phòng lớn thì chủ nhà thiết kế phòng vệ sinh khép kín ở trong, còn phòng nhỏ hơn chút xíu thì chủ nhà thiết kế cái phòng vệ sinh này ở bên ngoài để cho hai phòng ở phía sau, ba phòng ở phía sau chúng ta đi vệ sinh chung quý vị nhé. Một căn nhà thì cũng không nên nhiều phòng vệ sinh quá đúng không quý vị? Thứ nhất nó vừa lãng phí Thứ hai là nó cũng ẩm ướt mùi mè lắm nó Thực sự là như vậy Một gia đình thì chúng ta cũng có nên Đến 1 đến 2 nhà vệ sinh là nhiều lắm rồi Đấy Nội thất rất là xịn sò Gạch lát phun Cửa tất cả bằng gỗ có đỏ Và đây là phòng số 3 Phòng số 3 đây quý vị phòng nào cũng có cửa sổ ở bên hông cho nên căn phòng ngủ của chúng ta rất là thoáng và thơm tho Và đây là phòng số 4 Phòng số 4 này thì không có ai ở cả Quý vị nhá Đấy. Cho nên để ít đồ ở đây thôi Thực ra thì nhà này đang có hai cháu gái học đại học của chủ nhà Ở đây thì mục đích là chăm nhà thôi Đấy nói thật là như vậy Nhà chủ nhà thì cũng có nhà ở thành phố Thủ Đức Quý vị nha Cái nhà này thì mới xây xong cho nên cũng không ai trông coi cho nên uh, cho hai cháu gái ở đây để vừa ở học đại học và trong nhà luôn và đây là cái cửa sảnh chính này chúng ta đi ra phía sau này đây phía sau là lúc nãy Tuấn Nguyễn cũng đã quay qua cho quý vị rồi đúng không ạ bây giờ Tuấn Nguyễn quay lại chút xíu thôi để cho quý vị uh, xem cho nó kỹ đúng không ạ đây ở phía sau này thì uh, như Tuấn Nguyễn đã tư vấn cho quý vị chúng ta có một cái bếp số 2 ở dưới đây đúng không ạ đấy gia đình chúng ta mà nấu những cái món gì đặc trưng nó mùi mè chút xíu đúng không ạ giả cây giả chó giả lợn gì đấy thì chúng ta nấu ở phía sau này cho nó đỡ mùi mè này đúng không ạ quý vị ạ đúng không ạ cực kỳ rộng rãi luôn đấy không gian mở bốn chiều cho nên ở ngoài đây rất là thoáng chúng ta nấu cái món gì mà nó mùi mè nó văng quá thì chúng ta nấu ở bên ngoài này đấy còn cái bếp ở phía trước là cái bếp phong thủy của gia đình chúng ta đúng không ạ nhà nào cũng phải cần có một cái bếp thì người ta thiết kế rất là hiện đại nhưng theo Tuấn Ngân nghĩ thì cũng có thể chúng ta chuyển ra phía sau đúng không ạ? Và chúng ta làm cái phòng khách ở phía trước nó lớn hơn hoặc là phòng karaoke chẳng hạn hoặc là một phòng ngủ nữa hay là phòng tập gym chẳng hạn ví dụ như vậy vân vân. Đất rộng mà cho nên quý vị thoải mái để chúng ta thiết kế Một phòng khách phải nói là full HD luôn đúng không ạ? Rất là rộng quý vị ạ. Bởi vì căn biệt thự của chúng ta lên tới 380,7 m2. Một cái diện tích mà cũng khá nhiều căn biệt thự khác không đáp ứng được đúng không ạ? Người ta 200 m đến 250 m là cũng đã là rất nhiều rồi. Nhưng căn biệt thự của chúng ta lên tới 300, 380,7 m2 quý vị ạ. Một diện tích rất lớn. Đây thì tuấn nguyễn cũng đã tư vấn cho quý vị là khu vực bếp này thì quý vị cũng có thể linh động đúng không ạ một thì chúng ta rời ra phía sau còn hai thì chúng ta sẽ nấu những cái món bình thường ở phía trước thôi những món mùi mè đặc trưng thì chúng ta nấu ở cái bếp phía sau và đây là không gian phía trước một cái sân phải nói lên tới là khoảng gần 200 trăm mét vuông gần một nửa diện tích đất này rồi quý vị nhé nó khoảng 160 đến 180 mét vuông cho cái sân này thì quý vị à, ở mặt tiền này chúng ta kinh doanh cà phê hoặc là quán phở ở đây thì phải nói tuyệt vời đúng không ạ quán phở quán nhậu ở đây quý vị nào có cái nghề tay trái thì là rất là tuyệt vời thứ hai nữa quý vị nào có điều kiện chúng ta thì chỉ ở để hưởng thụ thôi thì đây là một cái sân phải nói là để được năm sáu chiếc ô tô đúng không ạ xe bán tải xe 4 chỗ 7 chỗ thoải mái luôn trước nhà chúng ta có những cây xoài như thế này đã cho trái cũng ạ cây vũ chữa ở bên kia cây nhãn và cây chanh đầy đủ toàn cây đã cho chúng ta thu hoạch quả rồi đây một cái khuôn viên phải nói là cực kỳ đẹp và tuấn nguyễn xin thưa với quý vị căn nhà này chiều ngang 12 chiều sâu là 32,2 mươi mét đúng không ạ vuông vức quý vị nhá đấy ở phía trước 12 phía sau 12 không to không nhỏ không bóp đầu bóp đuôi gì hết Đấy, vuông vức cực kỳ đẹp luôn sổ hồng và thổ cư là 150m Vâng bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị căn biệt thự này chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 20 tỷ đồng quý vị còn thương lượng quý vị nhé. Tuấn Nguyễn xin mắc nhắc lại cho quý vị là 20 tỷ đồng chúng ta còn thương lượng rất nhiều hướng Tây Nam Vâng quý vị xem kênh Thấy căn nhà này đẹp thì quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn để Tuấn Nguyễn đưa quý vị tới đây để chúng ta gặp chủ nhà và thương lượng giá cả quý vị nhé. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo trên kênh nhà đất Tuấn Nguyễn mỗi buổi chiều. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.